quý vị khán giả, cảm ơn quý vị vẫn còn nhớ khung giờ quen thuộc này, 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đang đến với sân chơi tình yêu đầy màu sắc và đang rất được yêu thích mang tên Thông Gia Song Đấu. Quý vị, Thông Gia Song Đấu là một sân chơi tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Đến với Thông Gia Song Đấu, chúng tôi sẽ tạo điều kiện như là một chiếc cầu nối kết nối sớm hơn những chàng trai độc thân cùng đến đây để chinh phục một cô gái xinh đẹp từ chương trình. Điều đặc biệt từ chương trình như chúng tôi luôn luôn chia sẻ và tôn vinh đó chính là quan điểm tình yêu của những người trẻ. Bên cạnh đó còn là tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ. Họ đã cất công đến đây để cùng với những người con của mình mong muốn tìm kiếm cho đôi trẻ những điều tuyệt vời. Vậy thì chúng ta cùng chúc cho bốn chàng trai ngày hôm nay sẽ nỗ lực hết mình để có thể chinh phục cô gái đẹp nhất của chương trình chúng ta. Một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần được không ạ? Thưa quý vị, còn bây giờ không để quý vị mất thời gian nữa, hãy cùng gặp gỡ ngay đại diện của bốn nhà trai ngày hôm nay. Họ là ai? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bốn vị phụ huynh đáng kính cùng bốn chàng trai đáng yêu của họ. Đầu tiên là mẹ Minh Anh và con trai Minh Tài, mẹ Hiền Lành, con Hot Boy. Tiếp theo là ba Vĩnh Thọ, con trai Lê Minh, ba con Huy Sinh. Kế đến là ba Văn Bảy, con trai Đức Anh, ba Thật Thà, con Khéo Léo. Và cuối cùng là ba Thành Tới và con trai Minh Tuấn, ba Mạnh Mẽ, con Trầm Tư. Xin mời. Và tôi hứa thay mặt cho những người thực hiện chương trình Thông Gia Song Đấu gửi lời cảm ơn đến bốn đại diện nhà trai đang có mặt tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với khán giả và mời gia đình đầu tiên giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Minh Anh, con trai tôi là Minh Tài, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ đến với chương trình. Xin mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Xin chào MC, xin chào toàn thể khán giả đang xem chương trình. Tôi là Vĩnh Thọ, phụ huynh của Lê Minh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình mình. Dạ, mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Tôi tên Văn Bảy, là người nhà của Đức Anh, dạ, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình số 3. Xin mời gia đình còn lại giới thiệu ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào MC Minh Hiếu. Tôi Thành Tới, phụ huynh của Minh Tuấn, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình mình. Thưa quý vị, dễ dàng nhận thấy là chúng ta ở đây có một bà xui tương lai và ba ông xui tương lai, phải không ạ? Và bốn người con của họ đang ngồi trên phòng chờ. Chỉ có quý vị khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ mới biết được diện mạo của bốn cậu con trai này. Còn chúng tôi và gia đình nữ chính hoàn toàn không biết diện mạo của các bạn ấy. Tuy các gia đình chúng ta có thể đến từ những quận, huyện hay địa chỉ khác nhau, nhưng quan trọng là chúng ta có cùng chung một lý do để có mặt tại đây. Đó chính là mang cô gái xinh đẹp nhất về cho cậu con trai nhà mình, phải không ạ? Chúc các gia đình mình sẽ chinh phục thành công nha. Dạ, vào vị trí bắt đầu chương trình ạ. Thưa quý vị, như vậy là các nhà trai đã vào vị trí rồi. Vậy thì mời quý vị cùng gặp gỡ nhan sắc tối nay qua đoạn video clip sau đây. Xin mời. Xenia Kokina, cô gái xinh đẹp đến từ Ukraine, đã gắn bó với Việt Nam được 23 năm và được bạn bè biết đến với cái tên vô cùng thuần Việt, Hồ Khánh Linh. Không chỉ xinh đẹp, cá tính, Khánh Linh còn được ngưỡng mộ bởi một profile cực kỳ khủng. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang làm giảng viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính và đồng thời là chủ của một nhà hàng với các món ăn đậm chất Ukraine và Nga. Ngoài ra, Khánh Linh còn là một cô nàng đa tài khi được biết đến với nhiều vai trò khác nhau, từ MC, diễn viên, người mẫu, giảng viên khiêu vũ đến nhà thiết kế, lĩnh vực nào cô cũng gặt hái được thành công nhất định. Là một người phụ nữ thành đạt nhưng lại lận đận trong tình duyên, tuy đã trải qua nhiều mối tình nhưng cô vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Trong tình yêu, Khánh Linh thừa nhận mình hay ghen, nhưng giờ đã biết tiết chế hơn và cảm thông hơn với đối phương. Đến với chương trình, Khánh Linh mong muốn tìm được một người bạn trai có thể thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ cùng cô trong mọi chuyện. Đặc biệt, Khánh Linh bật mí, cô chỉ thích lấy chồng người Việt Nam, bởi cô đã gắn bó với Việt Nam quá lâu và coi đây như là quê hương thứ hai của mình. Thưa quý vị, đang là cô chủ kinh doanh một nhà hàng có những món ăn ngon của Ukraine và cả Nga nữa. Hãy cùng chào đón Hồ Khánh Linh. Xin
Chào em. Dạ em chào anh, chào anh MC, chào Cát Vân. Trời ơi, hồi nãy tôi giới thiệu Hồ Khánh Linh, tôi tưởng một cô gái Việt Nam. Ra đây thì không phải là cô gái thuần Việt Nam nha. Ganh đúng, tại vì em được sản xuất ở Việt Nam nhưng mà sinh ra ở nước ngoài, sau đó trở lại Việt Nam nữa. Em được cái gì ở Việt Nam? Em được sản xuất ở Việt Nam hả? Dạ đúng rồi ạ. Trước đó ba mẹ của em làm việc ở đây rồi à. Sau đó sản xuất em rồi mẹ về nước rồi sau đó em trở lại Việt Nam. Anh hiểu. Dạ. Mà em biết sao không? Ví dụ ở Việt Nam á, người ta dạ. gọi là sản xuất là chỉ dùng cho sản xuất ra bánh kẹo đồ vật này nọ thì chứ đó. Không có dùng sản xuất ra em bé á. Dạ không, cũng được, tại vì đây là sản phẩm nước ngoài nhưng mà sản xuất tại Việt Nam đó. Hay quá. Dạ vậy là được sinh ra tại Việt Nam đúng không? Không phải sinh ra ở nước ngoài. Sinh ra nước ngoài. Dạ. Qua Việt Nam, cái ba mẹ về nước ngoài, em ở lại Việt Nam. Ôi trời, nó rối đó. Em hết hiểu rồi. Tóm lại em là người quốc tịch nước nào? Dạ em là người Ukraine nhưng mà em sống ở đây được 23 năm rồi. Hình như là em có tham gia cũng nghệ thuật, vừa dạ. là người dẫn chương trình mà vừa là diễn viên nữa đúng không? Dạ chính xác. Ai 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 được nha. Ngọn gió nào đưa em đến với chương trình Thông Gia Song Đấu? Tại vì thật sự là trước nay em tập trung quá nhiều về chuyên học, em được học 4 đại học rồi á. Và hiện tại em là thạc sĩ và em đang chuẩn bị học tiến sĩ nữa. Em cũng tập trung về kinh doanh để làm cuộc sống của em ổn định hơn. Rồi để lo cho kinh tế trước, để chăm sóc cho ba mẹ, cho gia đình của em á. Còn bây giờ thì em lớn rồi và cái tâm lý của em già sắc sắn, để tập trung về chuyện riêng và có thể lập gia đình. Em hy vọng bằng thân của em á, sẽ giúp em chọn một người phù hợp nhất với em. Yeah. Thưa quý vị, học 4 trường đại học rồi, đang là thạc sĩ, chuẩn bị học tiến sĩ thêm nữa. Thường thì khi mà mình dành thời gian mình học nhiều năm như vậy, bây giờ mình mới yêu, thì tiêu chuẩn mà em nghĩ rằng là một chàng trai sẽ làm cho em siêu lòng sẽ là như thế nào? Thật sự là em không có yêu cầu quá cao, nhưng mà em cũng là một người rất là khó. Rất là khó hả? Dạ, em rất là ngoan, rất là dễ thương. Em thích nấu ăn, em thích chăm sóc cho gia đình của em. Nhưng mà em là một con gái có quá nhiều cảm xúc. Ngày xưa thì em hay bị ghen, nhưng mà bây giờ em cũng ghen. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em cũng biết quản lý cảm xúc của mình tốt hơn. Em không thích người ta đi chơi nhiều, hay không thích người ta chat nhiều với con gái khác, hay đi nhạo hay cái gì đó. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, cũng hiểu chuyện này và cũng biết thương cảm với bạn của em. Em muốn một người hiểu em. Hiểu em. Dạ, chăm sóc cảm xúc của em. Chăm sóc cảm xúc của dạ. em. Dạ, về kinh tế thì em không quan tâm lắm, tại vì bây giờ em cũng ổn định rồi, nhưng mà ít nhất là anh này phải có công việc ổn định. Đúng là phải có công việc. Học đại học ít nhất là phải tốt nghiệp đại học. Em nghĩ như vậy. Dạ. Yeah. Thú vị nha, rõ ràng quan điểm phải không ạ? Đâu đó có những tiêu chuẩn riêng. Mà cho anh hỏi nè, những mối tình trước của em là người Việt Nam hay người nước ngoài? Người Việt Nam hết à? Việt Nam hết. Đã là có trải nghiệm với người Việt Nam rồi nha. Dạ. Chứ tưởng chưa có thì mình còn lo lắng, còn có yêu rồi. Chứng tỏ rằng cũng hiểu sơ sơ về những chàng trai Việt Nam. Dạ ha. Đúng rồi. Vậy thì chúc cho em ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm được một nửa ưng ý nhất. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, vỗ tay cổ vũ tinh thần cho Khánh Linh được không ạ? Ngay bây giờ thưa quý vị, cùng chào đón hội đồng người thân của Khánh Linh. Xin mời. Dạ, xin chào hội đồng nhà gái. Phi Hiếu xin được giới thiệu trước mặt chúng ta, đây là hội đồng nhà trai, gồm có một bà xui tương lai và ba ông xui tương lai. Dạ, xin mời nhà gái mình giới thiệu nha. Dạ, xin mời ạ. Xin chào bốn gia đình cùng tham gia chương trình Thông Gia Song Đấu. Chào MC Phương Hiếu. Dạ. Tôi là Nhược Thủy, giáo viên. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thưa cô là giáo viên của em. Dạ, của em Khánh Linh. Của em Khánh Linh. Vừa là chị, người chị thân thiện luôn. Dạ. Dạ. Hồi nãy giờ hồi hộp, không biết là hội đồng người thân của Khánh Linh đó đến đây, không lẽ có mẹ có ba gì bay qua không? Mà nhớ trực lại là chắc là đường xá xa xôi như vậy chắc cũng không có qua kịp.
Hồi nãy giờ Phi Hương vẫn thắc mắc là không biết Khánh Linh 20 mấy năm tại Việt Nam thì ở với ai? Dạ em sống ở đây với con chó và con mèo ạ. Với con chó và con mèo à? Dạ. Ủa là em ở một mình từ 10 tuổi tới bây giờ? Không, em với ba mẹ từ 10 tuổi đến 16 tuổi. Nghĩa là từ năm 16 tuổi tới bây giờ em ở Việt Nam một mình? Dạ đúng rồi. Rồi ba mẹ chỉ gửi tiền qua để học hành này nọ thôi? Không, em tự đi làm, em tự kiếm tiền rồi sau đó em bắt đầu chăm sóc cho ba mẹ luôn á. Wow, ôi quá giỏi rồi, con này quá giỏi rồi, không phải bàn nữa. Rồi, chào đón giáo viên của em đến đây với chương trình. Còn hai chàng trai còn lại giới thiệu nha. Dạ, xin tự giới thiệu, em là Ngô Duy Khánh, là sinh viên của học theo học tiếng Anh của cô Linh đây ạ. Học trò của cô Linh. Dạ. Học trò môn tiếng Anh. Dạ. Dạ được quá, chào đón em. Còn chàng trai này. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Giang, là bạn diễn chung với chị Hồ Khánh Linh. Là trong ngành diễn viên. Dạ đúng rồi ạ. Chào đón em đến với chương trình. Dạ thưa cô, cô là giáo viên của bạn Linh. Vậy thì không biết là bạn Linh có hay tâm sự về chuyện tình cảm rồi người yêu rồi cho cô biết không? Có. Có. À, không những là cô giáo mà là một người chị rất thân với Khánh Linh. Khánh Linh tâm sự là đến giai đoạn này Khánh Linh là muốn tìm một cái người, một nửa của mình. Một nửa của mình. Khánh Linh tâm sự nhiều lắm. Khánh Linh nói là Khánh định bật mí, Khánh Linh không những là học trò ngoan mà lại là rất thông minh. Rất thông minh. Học môn tiếng Việt, môn toán từ cô giáo và cũng trở thành người chị thân thiện luôn. Còn hai em, trong mắt hai em thì Linh là một cô gái như thế nào? Em cảm thấy chị là một con người rất là nhiệt tình trong công việc nè. Nhiệt tình trong công việc. Đúng rồi, kể cả việc chị đi làm MC, diễn viên hay là về cái việc mà chị chăm sóc cái nhà hàng riêng của chị á, chị làm rất là chu toàn. Nghĩa là cái người kỹ tính. Phải không? Kỹ tính. Dạ. Rồi chị rất là tốt bụng nữa. Chị sẵn sàng giúp đỡ cái người em đồng nghiệp như em trong cái mọi hoàn cảnh như thế nào. Tại vì em vào nghề sau chị. Dạ. Thí dụ như em không hiểu cái gì, em không biết cái gì thì chị đều giúp đỡ em cả. Dạ hay quá, dễ thương. Còn nếu phải có một điều gì đó để khiến cho cô giáo dạy tiếng Anh của em sẽ tốt hơn hay là bản lĩnh hơn, hay là một lời gì đó gửi đến cô giáo của em ngay trước lúc cô giáo của em tuyển người yêu trong chương trình ngày hôm nay, thì em sẽ muốn gửi điều gì? Em chỉ muốn nói là hôm nay cô em đứng ở đây, nó là một điều gì đó là rất là tuyệt vời. Mong cho cô sẽ tìm được một nửa của mình và sau này. Thưa quý vị, Hội đồng Nhà Gái đã sẵn sàng rồi. Chúng ta có cô giáo, cũng là người chị thân thiết. Chúng ta có học trò môn tiếng Anh của Khánh Linh. Và chúng ta có cả người em đồng nghiệp bên diễn xuất của Khánh Linh nữa. Vậy thì mời nhà gái chúng ta vào vị trí để bắt đầu chương trình tìm rể ngày hôm nay nha. Dạ. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, hân hạnh chào đón quý vị đang đến với thử thách đầu tiên, cũng là vòng đầu tiên mang tên Con tôi là số 1. Ở vòng này chúng ta sẽ nghe được tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ để tự hào chia sẻ về con của mình. Mỗi nhà trai sẽ lựa chọn một hành động dễ thương để diễn tả về con trai nhà mình. Đó có thể là một đặc điểm nổi bật, một tính cách, công việc hay là mô tả về điều gì đó ấn tượng mà nhà trai cho rằng sẽ đem lại cảm xúc cho nhà gái. Điều này cực kỳ quan trọng, tại vì chỉ với thông tin mà nhà trai giới thiệu cho nhà gái thì nhà gái sau khi nghe hết 4 lời giới thiệu xong sẽ đưa ra một quyết định khó khăn ngay từ đầu chương trình. Đó chính là dừng cuộc chơi ngay với một gia đình nhà trai dù họ chưa thấy mặt con trai của mình. Một tràng vỗ tay để chúc cho các nhà trai chúng ta nỗ lực chinh phục vòng này ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ để xem nhà trai đầu tiên, mẹ nhà trai sẽ chọn hành động dễ thương gì để diễn tả về con của mình. Dạ, mời mẹ bắt đầu. Thưa
quý vị, như vậy là nhà trai đầu tiên vừa thể hiện xong hành động dễ thương dành cho con mình. Chúng ta cùng xem là nhà gái đoán như thế nào. Dạ, mời nhà gái, chúng ta có đoán được hành động đó diễn tả về điều gì không ạ? Con thấy là cô làm cái hành động là vuốt cái lỗ mũi, vuốt cái sống mũi. Thì con không hiểu lắm, thì suy nghĩ của con là chắc là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ? Vâng. Có thể nha, là chuyên nâng mũi. Đúng rồi. Cô và em thì sao? Dạ, em cũng có đồng quan điểm với anh đây. Còn cô? Giống như mà nghề của người con trai đó là bác sĩ. Bác sĩ về gì ạ? Tai mũi họng. Đúng rồi. Mấy ông kia thì nghĩ về phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mình nghĩ về bác sĩ tai mũi họng. Còn Linh, em đoán hành động nó diễn tả cái gì? À, em không biết. À, hay quá. À, tuyệt vời em gái ơi. Không, quá. Nhưng thật sự là... Mẹ nhà trai thân mến, vì sao mẹ chọn hành động đó diễn tả về con mình? Mẹ muốn nói về điều gì? Cũng như là vì sao với mẹ, con trai của mẹ là số 1? Mời mẹ. Con trai Minh Tài của tôi rất là dễ thương, đẹp trai, có sống mũi cao. Sống mũi cao là theo như tướng số là Minh Tài sau này sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Minh Tài rất là ngoan, về nhà thường phụ giúp cha mẹ. Em là đang đi học theo ngành nghệ thuật, tính tình rất là dễ thương, ngoan hiền. Trong gia đình em đó nấu ăn rất là giỏi. Được quá. Đang học nghệ thuật nha. Dạ. Bên cạnh đó là ngoan hiền. Dạ. Nấu ăn rất là ngon. Nhưng bây giờ em sợ rồi. Sợ cái gì vậy? Tại vì nếu em nấu ăn được nhưng mà anh này nấu ăn tốt hơn thì yêu cầu của anh này sẽ rất là cao luôn. Em không biết em làm được không ta? Đâu mà anh này nấu cho em ăn, em đâu cần nấu. Vậy hả? Anh nấu ăn ngon mà. Thì em đâu cần nấu đâu, em về em ăn thôi. Ồ, nhưng mà ăn ngon thì em sẽ ăn nhiều. Nhưng mà bây giờ em mập rồi ăn gì nữa? Em, đồ ăn ngon thì mình ăn mình ngon, ai biểu ăn nhiều mập. Không, anh biết với công việc của em á. Đúng rồi. Em mập quá thì em sẽ bị ế xô luôn á. À, vậy hả? Dạ. Dạ thưa hội đồng nhà gái, mình nghĩ sao về những thông tin mà nhà trai số 1 cung cấp ạ? À? Tôi nghĩ là con trai của nhà số 1 là cao ráo, có cái mũi rất là cao, da trắng, đẹp trai, lại nấu ăn giỏi, về nhà rất là có hiếu với bố mẹ. Cũng thấy có cảm tình nha, Khánh Linh tề. Có cảm tình liền phải không? Không. Dạ, hai em nghĩ sao? Em thấy anh đó về ngoại hình thì em nghĩ là một người rất điển trai. Dạ. Biết thêm cả nấu ăn nữa. Đúng. Đó là một lợi thế đối với anh. Và học thêm về nghệ thuật là trùng với cô Linh của em thì... hai người có thể hỗ trợ nhau sau này rất nhiều trong công việc và có thể hiểu được cho nhau về cái có thể là đi sớm về khuya rồi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ để xem là nhà trai số 2 sẽ giới thiệu về con của mình bằng một hành động như thế nào. Dạ, mời ba bắt đầu ạ. Cảm ơn ba. Dạ, mời ba về vị trí. Đố em đó. Theo em á, thì em nghĩ là chắc là bạn này là một giám đốc, có thể giám đốc của một công ty. Người đứng đầu doanh nghiệp, có thể là doanh nhân. Tại vì là ảnh ký không à? Dạ. Phải không? Mình thì còn hợp lý. Còn nhà gái chỉ sao ạ? Đoán thế nào ạ? Em thấy cái hành động đó là giống như là cho chữ ký vậy đó. Thì em nghĩ là con trai của nhà trai thứ hai thì là người nổi tiếng. Người nổi tiếng cũng có thể. Dạ. Ý kiến của em thì nó sẽ hơi đối lập với anh một chút là theo cách diễn tả của bác thì em nghĩ đó là cũng về một người làm về nghệ thuật, có thể là họa sĩ chẳng hạn. À, vẽ. Phải không? Vẽ chấm phá cũng có thể. Còn cô? À, cô nghĩ là giống kiểu là giang trưởng của nhạc giao hưởng á, không biết có phải không? À, là điều khiển nhạc dòng nhạc giao hưởng. Nhạc trưởng. Nhạc trưởng. Nhạc trưởng á. Ồ, cũng có thể ha. Vậy thì ngay bây giờ thưa ba, ba hãy cho mọi người được biết là hành động vừa rồi diễn tả điều gì về con trai của ba, cũng như vì sao đối với ba, con ba là số 1 thưa ba. Con trai của tôi viết văn và viết chữ rất là đẹp. Ồ. Người ta nói nét chữ là nét người. Con mà lấy con trai của chú á thì sẽ lâu nay sẽ được chăm sóc và lo toan rất là tuyệt vời. Cháu ở nhà rất ngoan, có tinh thần học hỏi cầu tiến, biết quan tâm tới những người xung quanh, mê thể thao, bên lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên, ca nhạc. Chú đang học đại học ngành quản trị kinh doanh. Đối với tôi, con trai tôi là số 1. Thưa nhà gái, đang học quản trị kinh doanh, lại là nghệ thuật,
diễn viên. Rồi bên cạnh đó là em còn ngoan ở nhà nữa. Đặc biệt em viết chữ rất là đẹp. Đâu đó cho thấy anh này cũng khá là kỹ lưỡng, cầu toàn và đặc biệt là bay bổng. Nhà gái nghĩ sao ạ? Nếu như mà thấy mà con trai của bác á là một người viết chữ đẹp thì là chắc là một người rất là tốt bụng, tốt tính. Còn gì khác không ạ? Theo em thấy thì cái nét chữ của anh có thể nói lên anh là một người kỹ lưỡng, về sau này có thể là sắp xếp mọi thứ trong gia đình ổn thỏa. Đúng. Rồi có thể là ví dụ như anh nó mê nghệ thuật thì có thể là cũng là một điểm cộng rất lớn cho cô của em. Đúng. Vì cũng là một người làm cùng nghệ thuật là cũng có thể là có thể sắp xếp được mọi thứ chu toàn hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Còn lại cô ơi, nãy giờ cô đăm chiêu cô nghĩ về điều gì ạ? À? Con trai của nhà thứ hai á là một nhà viết văn tốt thì chắc là cái tình cảm dạt dào. Đúng rồi, sẽ đối xử với vợ con rất là tốt. Nét chữ là nét con người thì chắc người con trai này cũng xinh xắn. Yeah. Thứ ba là cũng có học vị, cũng là nghệ sĩ, cũng là đam mê thể thao. Thì phần nào cũng có chút cố rung động Khánh Linh ạ. Quá nhiều điểm cộng phải không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là em học ngành quản trị nữa. Có nghĩa là em sẽ kiểm soát mọi thứ, sắp xếp mọi thứ khá là tốt. Bên cạnh cái việc viết lách tốt chứng tỏ rằng đây là một chàng trai lãng mạn. Em thích một chàng trai lãng mạn không? Em thích nhưng mà em không thích con trai quá ngọt. Tại vì ngọt quá em không tìm được. Dạ. Thì có thể anh này sẽ không có thật. Còn ở Việt Nam thì có câu khác em. Bọn dạ. nào đến mấy cũng tan thành mây. Thôi nên lãng mạn với ngọt nó khác. Chàng trai lãng mạn là tạo sự bất ngờ cho em, thú vị cho em, mang đến những cảm xúc cho em. Chứ không phải lãng mạn là ngọt. Ngọt ở đây là ngọt ngào, là nói vào tai. Thường ở Việt Nam người ta nói là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Nghĩa là đàn ông sẽ dễ bị ấn tượng bởi phụ nữ đẹp. Nhưng mà phụ nữ thường yêu những chàng trai nói ngon nói ngọt. Cho nên em cũng sợ ngọt nữa phải không? Đúng. Không sợ, không nhưng luôn. Mà không thích. Quan điểm rất rõ ràng. Đó là cậu con trai gia đình số 2. Vậy thì cậu con trai nhà số 3 thì sao? Nãy giờ ba nhà số 3 cũng để ý rất là kỹ, để xem ba dùng hành động gì để diễn tả về con trai nhà mình. Và mời ba bắt đầu. Nhà gái đó là sao ạ? Theo những hành động của nhà trai số 3 thì em nghĩ đó là một người làm ở thợ cắt tóc nữ. Salon tóc. Salon tóc nữ. Còn gì khác không ạ? Cô thấy có một cái hành động giống như dài bơi. À, bơi hả? Thấy đứa cái tay. Bơi hả? Thấy đứa cái tay là bơi về là ra bơi ếch nè. À, bơi về là bơi chó nè. Còn này là bơi về. Giống con nòng nọc quá nè. Cái này thì cứ qua lại. Chắc là anh này cũng sao ta? Có thể là anh dẻo. Em thì em thấy giống như là bạn nam là để tóc dài. Để tóc dài. Dạ. Có thể để tóc dài. Thưa quý vị, để xem gia đình số 3 giới thiệu về con của mình như thế nào. Và thứ ba, hành động vừa rồi của ba muốn diễn tả điều gì về con mình và cũng như vì sao đối với ba con ba là số 1. Mời ba bắt đầu. Con của tôi nó rất là thích cái đam mê cái nghề vẽ đó. Tay chân nó phải có lại mềm mại rồi. Bàn tay nó rất là dễ thương, nó mềm mại, nó vẽ suốt. Nó rất là đam mê hội họa đó. À dạ. À, hội họa. Con tôi thì một đứa con nó rất là hiền từ, có nghĩ đến người khác và dạ. nhất là nghĩ tới cha mẹ và những người thân trong gia đình. Cho nên tôi nghĩ là một đứa con của tôi là nó là đứa con số 1 trong đời tôi. Dạ, nhưng mà cái hành động gội đầu này là sao ba? Đó là sự chải chuốt trong cuộc đời của nó. Mái tóc nó thể hiện cho cái gốc của con người đó. Nhưng mà là em tóc dài hay tóc ngắn? À, tóc nó vừa thôi. Nhưng mà ý của tôi là có nghĩa là cuộc đời này chỉ mái tóc là nó thể hiện trong cái cuộc đời của con người đó. Nghĩa là em cũng mềm mại uyển chuyển như là mái tóc vậy. Đúng rồi. Dạ. À, bởi vậy có bàn tay đẹp uyển chuyển thì mới vẽ được bức tranh. Dạ. Mới đẹp là được. Nghề của em hiện nay vẫn là một họa sĩ. Nó đam mê. Nó đam mê cái đó thôi. Hội họa thôi, nhưng mà thật sự nó đang học năm thứ 3 đại. Dạ. Học ở bên quản trị kinh doanh. Dạ, nhà gái thấy sao về thông tin này ạ? Quản trị thì là nề nếp tươm tất tất cả. Đúng. Mà nay anh có thêm một lợi thế là biết vẽ nữa. Đúng. Anh có thể là vẽ những bức tranh của, chính là bức tranh của hình cưới của hai người. Ồ. Để treo ở trong nhà cũng được, đỡ chụp hình đỡ tốn tiền. Dạ. Dạ. Đó sẽ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Đúng. Bạn trai này là một người giống như là bác nói là một người chải chuốt. Ừ. Kiểu tay chân thì uyển chuyển thì em không chắc là có thể lo được hay không.
À, là sợ hơi mềm mại quá. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi nè, em có ngại quen một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình không? Theo em thì tôi không quan tâm, nhưng mà ai chăm đây thì quan tâm. Có thì... nghĩa là nếu một chàng trai nhỏ tuổi hơn nhưng ở trên đây cao vẫn được. Đúng, tại vì em cũng thấy có nhiều người đàn ông lớn hơn em, nhưng mà trong suy nghĩ của anh này thì cũng giống như trẻ con lắm. Hiểu. Mà em không muốn chăm sóc cho con và cũng chăm sóc cho chăm giống như một con nhỏ, một con lớn. Em muốn một người đàn ông biết chính xác là người ta là ai và muốn Hiểu. Làm gì như thế, làm gì và đúng hướng. Rồi và tương lai của mình như thế nào, chứ không phải là không biết rồi ngày mai cái gì không biết, rồi anh muốn như thế nào không biết, rồi một năm nào nữa sẽ ở đâu không biết, rồi muốn công việc như thế nào không biết. Biết đúng yeah. rồi. Thưa quý vị, đó là cậu con trai gia đình số 3. Ngay bây giờ cùng đến ngay với gia đình số 4 để xem ba nhà số 4 sẽ giới thiệu bằng một hành động gì. Mời ba ạ. Dạ, cảm ơn ba. Anh này chắc làm nghề quay phim nè. Em cũng đoán giống như anh Hiếu vậy đó. Là một là bạn là photographer. Hai là một cameraman. Cameraman. Dạ. Yeah. Rồi cái hành động cuối cùng đưa lên như vậy thì anh chưa hiểu. Nhà gái mình có đoán được gì không? Có thể là anh đó sẽ làm về một cái lĩnh vực dạy về ngôn ngữ hình thể. Nghĩa là có thể anh này là một người dạy về những cái ngôn ngữ bằng tay, ngôn ngữ tay không có nói cho những người bị hạn chế về nói chuyện phải không? Dạ, còn cô thấy sao ạ? Cô cũng nghĩ y như em đây á. Dạ. Cũng ngôn ngữ hình thể. Nhưng mà để xem có phải như chúng ta đoán hay không. Dạ, mời ba nhà trai số 4. Thưa ba, hành động vừa rồi diễn tả như thế nào về con mình, cũng như là vì sao con ba là số 1 ạ? Hành động đó là con trai là Minh Tuấn. Đó là một nhà quay phim khá nổi tiếng. Khi tôi đưa cái bàn tay lên, tức là ngoài quay phim nó còn vẹn toàn thêm, con tôi có thể chụp ảnh, yeah. Photoshop, rồi chỉnh sửa và sắp xếp những album rất đẹp và đã đưa đi thi trong nước và đã có giải. Trong nước và có giải, có đi quốc tế không? Coi như là giúp cho một cái chương trình quay phim đó của một trường để đoạt cái giải đi Nhật. Đoạt cái giải thưởng để giành. Đoạt giải thưởng để toàn bộ cái ekip đó đi Nhật. Wow, có nghề nha. Bạn này có nghề nha. Cái sắp xếp mà ngăn nắp cái cuộc sống trong nghệ thuật của nó, bên ngoài của nó cũng như thế, nên nó sẽ giúp cho em bên này nghĩ nó có được cái giống như là những cái khung ảnh đẹp, những cái kỹ thuật, đúng những lề lối và hỗ trợ lẫn nhau, có thể hai người cùng tiến tới và làm đẹp hơn. Dù lớn lên cùng với gia đình nhưng mà em ta thích tự lập, coi như là từ nhỏ đã sống trong ký túc xá và coi như là đi lăn lộn chụp ảnh để kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Rất năng động nhưng mà có cái tật nói hơi nhanh. Dạ. Nhưng mà bé sống rất là ngăn nắp, rất là dạ. kỹ lưỡng. Tôi nghĩ con trai tôi là số 1. Dạ. Dạ, thưa nhà gái, mình nghĩ gì về thông tin vừa rồi? Em muốn nói với cô Khánh Linh là hôm nay là bốn gia đình đối với cô đó là một điều may mắn vì wow. họ đều liên quan tới vấn đề là nghệ thuật. Chính xác. Rồi và gia đình của bác số 4 là họ còn chuyên về quay phim rồi chuyên nữa, chuyên nghiệp nữa. Dạ. Theo hướng chuyên nghiệp thì đối với cô đó là một điều sẽ tạo ra cho cô rất nhiều cơ hội sau này trong thăng tiến trong công việc. Chính xác. Dạ. Có một điều chú chưa nói. Chú khá đẹp trai. Thì chắc chắn là con của chú sẽ cũng đẹp trai nữa. Đúng rồi. Thì con của chú và em là con đúng rồi. Sẽ có một con đẹp hơn nữa. Dạ, hợp lý. Hay quá. Thưa quý vị, những thông tin bắt đầu tăng dần về số lượng thông tin và cảm xúc cho nhà gái. Điều này cũng vô tình tạo áp lực cho nhà gái. Bởi vì ngay bây giờ nhà gái phải hội ý với nhau để đưa ra quyết định dừng cuộc chơi ngay với một cậu con trai mà nhà gái cho rằng ít phù hợp với Khánh Linh nhất. Thời gian hội ý bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem cô,
em đồng nghiệp và cậu học trò của Khánh Linh đã hội ý và đưa ra quyết định như thế nào. Dạ, mời cô đứng dậy. Cô hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình mà cô cho rằng ít phù hợp với Khánh Linh và dừng cuộc chơi ngay tại vòng này. Mời cô. Gia đình cô xin dừng cuộc chơi với gia đình số 3. Dạ, lý do thưa cô? Cô thấy không hài lòng về gia đình số 3 là vì chàng trai này tuổi còn ít quá, lại là một sinh viên mà đam mê là hội họa, mà vẽ một bức hình như vậy thì mất tốn rất nhiều là thời gian. Dạ. Mà thời gian cứ chấm vào để cho ngành hội họa của mình thì không thể lo đến cho gia đình, ảnh hưởng đến cái hạnh phúc. Dạ đúng. Còn con của gia đình Khánh Linh. Dạ, rất tiếc. Nhưng mà ba ơi, ba có đồng quan điểm dừng cuộc chơi với mình với những lý do đó hay không? Là nãy tôi cười là không phải là mình thất bại gì đâu. Dạ. Tôi cười là do cái ý kiến của cô, của chị đó là nó tôi không hiểu là như thế nào một người họa sĩ phải đầu tư trí tuệ cao lắm chứ. Dạ. Phải không? Vẽ ra một bức tranh nó phải đầu tư cái trí tuệ cao lắm. Dạ đúng. Mà con tôi là một cái người đam mê nó họa hình họa thôi như vậy. Một cái bức tranh nếu mà nó vẽ được một cái tác phẩm mà đẹp có thể bán tới 1 tỷ, mấy trăm tỷ. Dạ. Luôn chứ đâu phải chơi đâu. Dạ. Nuôi con thì nó dễ đó, quá dễ dàng thôi. Mà nếu mà gia đình mình đấy mà nghĩ như vậy thì thiệt thòi cho bên chị thôi. Chứ thực sự con tôi cũng không có ế ẩm gì đâu. Dạ. Phải không? Nhưng mà thực sự đó để nói cho chị nghe vậy đó. Cái nghề nghiệp đó, thực sự ra cái nghề họa sĩ đó, hội họa nó rất là cao. Cái đầu óc phải siêu đẳng lắm mới vẽ một bức tranh đẹp được. Dạ. À, mà nhất là chị vẽ những cái bức tranh mà người phụ nữ Nga và Ukraine với Việt Nam mà cộng lại thấy nó đẹp tuyệt vời đấy. Dạ. Vậy thôi. Cô có ý kiến gì không ạ? Có, cô có ý kiến. Đối với Khánh Linh, Khánh Linh nói rằng là Khánh Linh không cần liên quan đến tiền bạc tài chính. Khánh Linh chỉ mong ước có một cái tình yêu mà chia sẻ được cái gia đình êm ấm của Khánh Linh. Khánh Linh là làm ra tiền, cho nên tiền đối với Khánh Linh là không cần. Khánh Linh cần ở đây là một cái tình yêu, một cái người chồng mà biết chăm lo hạnh phúc cho gia đình Khánh Linh. Dạ. Đó, như vậy á. Dạ rồi. Chưa gặp sao biết yêu. Bây giờ chừng nào nó gặp rồi nó trao đổi, nó có quá trình rồi tìm hiểu nhau mới yêu chứ. Còn cái nghề nghiệp chưa thể hiện cái gì. Nhưng mà cái nghề này là chắc rất là trong sáng. Cái nghề rất đẹp, là nhất là cái nghề họa sĩ. Theo tôi nghĩ là vậy thôi. Dạ. Nhưng mà Khánh Linh vẫn tâm sự với cô và là giống một người chị thân thiện, là Khánh Linh mong muốn rằng một nửa của Khánh Linh là phải chia sẻ ngọt bùi và có thời gian chăm chút của gia đình con này để được hạnh phúc, được thăng hoa. Khánh Linh tốt thì tốt, giỏi thì giỏi, nhưng mà có tính là ích kỷ, là muốn mình được một nửa đó là hoàn toàn chăm lo cho gia đình một cách mỹ mãn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đương nhiên ba nhà trai sẽ có lý do để bảo vệ con trai của mình. Để làm được một công việc đó, vẽ một bức hình không hề đơn giản, mất nhiều thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải có trí óc, phải có nghệ thuật, phải có thăng hoa mới vẽ được những bức hình đẹp. Là ba tự hào về con trai ba ở góc độ đó. Nhưng mà rõ ràng nhà gái á ba đang cần một chàng trai có nhiều thời gian dành cho Khánh Linh, chứ không phải có nhiều thời gian tập trung cho công việc của anh ấy. Chỉ khác nhau ở chỗ này thôi, chứ không có chê con trai ba. Thưa quý vị, thật tiếc về điều đó. Nhưng giống như ba nhà trai đã chia sẻ, chỉ khi nào gặp mặt nhau, tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau thì mới biết cả hai có hợp hay không. Liệu rằng khi cậu con trai gia đình số 3 xuất hiện tại đây có làm cho nhà gái cảm thấy bất ngờ, cũng như cả Khánh Linh đây cảm thấy thú vị và thay đổi quan điểm hay không? Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Thưa quý vị, một chàng trai thích vẽ có phải mất quá nhiều thời gian và không có thời gian chăm sóc cho bạn gái của mình như là điều mà nhà gái đã đặt ra để dừng cuộc chơi hay không? Hãy cùng gặp gỡ cậu con trai gia đình số 3. Xin mời!
chào em trai. Dạ. Mái tóc là thấy nghệ sĩ rồi nha. Giới thiệu về mình một lần nữa, về tên, công việc của mình cụ thể, điều gì mà ba hồi nãy chưa giới thiệu kỹ, mình có thể giới thiệu thêm cho nhà gái nắm rõ nha. Xin chào anh MC và toàn thể quý vị đang xem đài. Em tên là Lã Đức Anh và hiện tại là em là một diễn viên và người mẫu tự do. Mình có phải là không có thời gian để mà chăm sóc cho người yêu không? Dạ không ạ. Em nếu như mà có người yêu thì em sẽ dành rất nhiều thời gian cho người yêu của mình. Vẽ với người yêu, bên nào em dành nhiều hơn? Đối với em, tình yêu đó là một cái động lực để mà em có thể làm được những cái khác, nên là tình yêu sẽ là cái quan trọng hơn. Dạ. Nhà gái đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với mình với khá là nhiều lý do, trong đó tiên quyết vẫn là sợ em dành cho vẽ nhiều quá sẽ không có thời gian để chăm sóc cho Khánh Linh đây, và bên cạnh đó là công việc mình chưa có ổn định và mình còn đang đi học nữa. Em có ý kiến gì, đồng thuận hay không đồng thuận với chia sẻ của nhà gái? Cho phép con chào cô và hai bạn. Thực sự là vẽ cũng là chỉ là một cái sở thích của con thôi, và nó không có dành quá nhiều thời gian của con, và con chỉ xem nó là một cái để con có thể giải tỏa và thỏa mãn cái sự đam mê nghệ thuật của con. Linh, em thấy bạn xuất hiện tại đây thì em thấy như thế nào? Dạ, em chào anh. Em thấy anh rất là dễ thương và rất là đẹp trai. Em không quan tâm về vấn đề là lương của anh như thế nào. Em chia sẻ về việc là ví dụ sau này chồng của em có lương thấp hơn em thì sẽ không sao. Nhưng mà em sợ anh sẽ cảm thấy hơi ngại khi phụ nữ được thành công hơn. Cái điều này là Khánh Linh nói đúng nha. Tại vì đàn ông Việt Nam á hay tự trọng lắm. Kiểu như mà thấy phụ nữ mà giỏi hơn mình á, có thể lúc đầu mình chấp nhận đi, nhưng mà về lâu về dài thì dễ có cảm giác là bạn này sinh ra tự ti và cảm thấy yếu ớt, thấp kém trong cuộc tình, là nó dễ đổ vỡ nha. Vậy thì quay trở lại với công việc của mình, thật ra một trong những lý do tiên quyết để dừng cuộc chơi không chỉ là em có sở thích vẽ và đam mê vẽ đâu, mà là mình còn đi học nữa. Cho nên Linh thì vẫn muốn một người đã có học đại học rồi và có một cái tri thức nhất định. Chắc là mình chưa có duyên thôi chứ không sao cả. Em ha? Dạ, mời ba lên đây nha. Lần này chưa được, thôi lần sau phải hứa hẹn dịp khác để kiếm người yêu cho em ba ha. Dạ, chúc ba và em nhiều sức khỏe, công việc học tập ngày càng tốt hơn, sớm có một cái nghề ổn định để có thể dễ dàng tìm về cho ba một nàng dâu ba ưng ý nhất. Dạ. Và chúc ba nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn gia đình đã đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, như vậy là từ 4 gia đình đầu tiên, một gia đình nhà gái đã dừng cuộc chơi, và đâu đó cũng cho thấy rằng lựa chọn của nhà gái là chính xác, phải không ạ? Như vậy chúng ta cùng 3 gia đình còn lại đến với vòng tiếp theo của chương trình mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, chào đón quý vị đang đến với vòng thứ 2 của Thông Gia Song Đấu mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng này, những cảm xúc chân thành sẽ được gửi đến liên tục thưa quý vị. Đặc biệt là Khánh Linh cùng với hội đồng nhà gái và khán giả có mặt tại trường quay, chúng tôi sẽ được diện kiến từng cậu con trai của gia đình nhà trai. Khi các bạn xuống đây thì mỗi bạn có hai nhiệm vụ. Đầu tiên là có một phút để gửi lời nói chân thành cho Khánh Linh. Hết thời gian một phút thì các chàng trai làm nhiệm vụ thứ hai, đó chính là gửi gắm cảm xúc chân thành qua một hành động mà không được nói gì cả. Chỉ hành động thôi. Để gửi gắm nhiều cảm xúc nhất có thể đến Khánh Linh càng tốt. Sau khi các con của mình thực hiện hai nhiệm vụ xong thì những người làm cha làm mẹ của nhà trai, chúng ta có thêm một phút để thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Còn bây giờ thưa quý vị, mọi ánh mắt đều đang hướng về nhà trai số 1 để xem cậu con trai gia đình số 1 này là một chàng trai với ngoại hình như thế nào. Cùng chào đón cậu con trai gia đình số 1. We'll be right back.
Rồi, chào em. Dạ, chào anh. Dạ. Rồi, giới thiệu về mình một lần nữa, cũng như là điều gì mẹ hồi nãy giới thiệu thiếu về em á, em tự tin giới thiệu lại cho nhà gái được biết nha. Xin mời. Lời đầu tiên cho phép em xin chào anh MC Phương Hiếu, con chào quý phụ huynh, chào nhà gái và tất cả khán giả có mặt ngoài trường ngày hôm nay. Em là Minh Tài, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Và hồi nãy mẹ em có nói là em đang theo học nghệ thuật là diễn viên, thì em còn đang làm một nhân viên văn phòng với vị trí marketing cho một công ty thương hiệu lớn nữa. Dạ, yeah, công ty thương hiệu lớn làm marketing. Dạ. Yeah. Yeah. Quan trọng là hồi nãy mẹ diễn tả về em là có cái mũi cao. Dạ. Dạ, mũi này cao không ạ? À? Cũng được. Bây giờ thì em sẽ có thời gian để gặp trực tiếp Khánh Linh ở cự ly gần. Mời Khánh Linh qua đây em. Đứng gần thấy Khánh Linh sao? Em thấy xinh hơn trong hình nữa. Xinh hơn trong hình nữa hả? Đúng dễ thương. Rồi. Hàng này là hàng riêu mà em. Cự ly gần như thế này nó phải khác. Hồi nãy em coi trên màn hình thôi nó khác. Phải không? Nhớ nha, một phút nói những điều chân thành dành cho Khánh Linh. Thời gian một phút dành cho hai bạn bắt đầu. Thật ra anh cũng không phải là một người giỏi nói những lời ngọt ngào. Anh là một người rất là thực tế. Thì anh nghĩ là chân thành sẽ chạm đến trái tim. Và hạnh phúc có nguồn từ sự tử tế. Thì mong là em chọn anh. Thì anh nghĩ là anh là người nấu ăn rất là giỏi. Và em đang có một nhà hàng Nga nữa. Thì sau này mình về chung nhà thì mình sẽ mở ra một cái nhà hàng với phong cách cả Việt Nga rất là tốt. Và anh xin hứa là anh sẽ nấu cho em những cái món ăn healthy để em không lên ký. Rồi, anh xin hết. Còn thời gian nhiều. Người ta là nhà hàng món Nga và Ukraine nha. Người ta là quốc tịch Ukraine. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi theo anh thì tại sao anh muốn quen em? Anh thấy em dễ thương. Đúng cái gu bạn gái của anh thích là vậy là hết giờ. Một phút đã trôi qua rồi Tài ơi, bây giờ là 30 giây tiếp theo dành cho Tài nha. Bây giờ mình không nói, chỉ hành động thôi. Hành động và hành động để mang đến cảm xúc chân thành cho Khánh Linh. 30 giây bắt đầu. Nãy giờ có cảm xúc chứ? Em là con người, ta chắc chắn là có cảm xúc chứ. Em là con gì? Con người. À, con người, à, em là con người, anh tưởng em là con người, giật mình. Không. Con người, phải có cảm xúc phải không? Chúc mừng em, cảm xúc mới quan trọng. Phần này là phải cần cảm xúc như vậy. Dạ mẹ ơi, con trai của mẹ đã vừa vượt qua hai thử thách. Bây giờ đến mẹ nha. Mẹ có một phút để thuyết phục nhà gái đồng ý con trai của mẹ. Một phút bắt đầu. À, em xin là mẹ của Minh Tài. Em xin thưa với cô và hai bạn của xin chấp nhận con trai của em là Minh Tài nó được kết bạn với lại cô con gái dễ thương của người Nga. Rất chân thành cảm ơn. Có gì nữa không ạ? À? Có cam kết, có hứa hẹn. Tôi cam kết là con trai tôi sẽ rất là thương yêu cô con gái này và sẽ đem hạnh phúc cho nó. Còn gì nữa không ạ? À? Tiếp tục đi ạ. À. Mẹ có muốn nói với Khánh Linh không? Khánh nói với Khánh Linh là con trai cô sẽ tạo hạnh, đã đem hạnh phúc đến cho con rất là nhiều. Và nó sẽ thương yêu con đến trọn đời. Nếu như con chấp nhận con trai của cô xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mẹ nhà số 1 và chúc mừng Tài nha. Vẫn còn thời gian nhưng có lẽ là mình nói ít, nhưng mà cái tấm lòng mình là nhiều, phải không mẹ? Dạ. Dạ. Thưa quý vị, tạm chia tay cậu con trai gia đình số 1, chúng ta sẽ được gặp gỡ với cậu con trai gia đình số 2. Chào đón cậu con trai gia đình số 2. Chào em trai. Ồ, tai lạnh dữ gì? Có hồi hộp không?
Dạ cũng hơi hồn xíu đây ạ. Hơi hợp xíu ha. Rồi giới thiệu lại lần nữa tên, tuổi của mình cũng như công việc cụ thể để bớt hồi hộp hơn nè. Nãy giờ ba giới thiệu thiếu gì mình bổ sung. Lần đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào tới các vị phụ huynh, nhà gái cũng như là anh MC Phương Hiếu ạ. Gửi lời chào đến bạn gái ngày hôm nay. Con tên là Hoàng Lê Minh ạ. Và hồi nãy thì ba có giới thiệu nhưng mà có thiếu một chút, đó chính là về cái công việc học tập của con. Hiện tại thì là con đang học quản trị kinh doanh và có đi làm người mẫu cũng như là diễn viên tự do. Sau này tương lai hướng của con sẽ muốn phát triển là về cả nghệ thuật cũng như là cả kinh doanh ấy ạ. Nghệ thuật và cả kinh doanh luôn đúng dạ, không? Đúng rồi, là có định hướng rõ ràng rồi. Dạ đúng rồi. Em học năm mấy rồi? Dạ em năm nay năm cuối ạ. Năm cuối rồi. Rồi. Bây giờ đây là lúc mà em sẽ chia sẻ những điều chân thành với cô gái này. Một phút dành cho em bắt đầu. Anh thì cũng không phải là thích những cái lời như là nó lãng mạn, hay là cũng không thích những cái lời ngọt ngào, bởi vì ngọt ngào quá thì nó cũng không tốt. Anh thì có sự chân thành và anh có mục tiêu và lý tưởng của riêng bản thân mình, cũng như là anh là một người rất là có trách nhiệm đối với gia đình cũng như là đối với người phụ nữ của mình. Vậy nên là nếu em chọn anh hôm nay thì anh sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh ở cả hiện tại và tương lai để dành tặng cho em. Còn thời gian, hỏi gì đi, hỏi gì cũng được. Không biết là em có một cái điều gì mà muốn muốn thay đổi ở anh không? Em chưa biết nhiều về anh, nhưng mà một cái em mong muốn em được có hạnh phúc. Thì em hy vọng nếu em chọn anh thì chúng ta có thể được hạnh phúc. Hồi nãy là một phút để nói chứ không hành động để diễn tả và trao gửi. Còn bây giờ là hành động chứ không nói để trao gửi cảm xúc chân thành. Nhớ nha, hành động nhưng không được nói nữa nha. 30 giây bắt đầu. Cho em mượn tay nhé. Làm cái gì vậy? Bộ giật gió cho nhỏ hả? Trời ơi, giống giật gió cho nhỏ, nhìn không có thấy gì trơn trọi á. Thiệt. Thì buông ra hết vợ rồi. Trời đất ơi. Nãy làm cái gì em vậy? Dạ. Ủa vậy hả? Làm có một xíu thôi mẹ. Dữ vậy. Là vậy đó hả? Dạ thưa ba nhà trai số 2, em đã vừa hoàn thành xong thử thách của mình. Ba có một phút để thuyết phục nhà gái chọn con ba. Bắt đầu, xin mời. Xin chào cô bên nhà gái. Con trai tôi là một người rất là có chí và chịu khó, ngoan và có rất nỗ lực trong công việc và biết chăm sóc, quan tâm tới những người xung quanh. Nếu mà cô và em mà đến với con trai của gia đình chúng tôi thì sau này cháu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và cho em gái, cũng như là cái tương lai đảm bảo hạnh phúc. Thì cháu nó về bên lĩnh vực kinh doanh, vừa quản trị kinh doanh vừa bên nghệ thuật nữa, cho nên nghĩ sẽ rất là tương đồng và hợp. Hy vọng hai cháu sẽ là đến với nhau. Con gái cũng vậy, hy vọng con sẽ đến với con trai của chú, nó sẽ lo lắng và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con sau này. Dạ, cảm ơn ba, vừa kịp hết giờ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa gặp gỡ với cậu con trai gia đình số 2. Chỉ còn một cậu con trai chưa lộ diện mà thôi. Tạm chia tay với em nha, chúc em may mắn trong vòng sau. Còn bây giờ gặp gỡ cậu con trai còn lại, gia đình số 4. Rồi,
Chào em trai. Dạ em chào anh ạ. À, giới thiệu một lần nữa về tên tuổi, công việc của mình sơ sơ đi. Ba hồi nãy giới thiệu thiếu gì mình. Em tên là Minh Tuấn. Thì dạ, em đang làm công việc thêm là diễn viên à. Và có thể viết kịch bản được. Em có thể nấu ăn được luôn ạ. À, hay quá. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, được rồi, bổ sung nhiều thông tin đó để cho em thì có thêm cảm xúc. Đây, đây là Khánh Linh. Em thấy ở trên phòng chờ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em có một phút để nói lời chân thành để cho Khánh Linh nha. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Cho em xin nắm tay tí nha. Dạ. Thì anh không thích sơn xuống. Anh chỉ có vài điều muốn nói với em là anh có thể chỉ cần em muốn anh lúc này thì anh có lúc đó. Và anh sẽ có thể lo cho em những công việc, ví dụ như nhà cửa ở đó dọn dẹp anh có thể lo cho em. Chưa kể là anh có thể đứng chờ em hàng ngày trước cửa hàng của em về. Anh chỉ mong là em sẽ chọn anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn nhiều thời gian, tiếp tục. Anh có thể nấu ăn cho em được. Ta sọc những món ăn của bên phía nước của em để cho em ăn. Còn nữa, hỏi gì đi, ngắn ngắn lẹ. Mày mốt anh muốn gia đình của anh như thế nào ạ? À? Dạ. Mày mốt anh muốn gia đình của anh như thế nào? Một gia đình hạnh phúc trong mắt của anh là như thế nào? Anh thích một người vợ. Một gia đình hạnh phúc trong mắt anh là như thế nào? Đó là thắc mắc mà Khánh Linh hỏi. Bây giờ mình có thêm 30 giây để diễn tả một hành động gửi gắm đến cảm xúc chân thành nha. Nhớ là không được nói nữa, chỉ diễn tả hành động thôi. Bắt đầu. Dạ, hết giờ. Dễ thương quá. Quên, nhờ cái màn này tôi mới nhớ Khánh Linh còn là một giáo viên dạy nhảy nữa. Phải không? Dạ phải. Ôi, mà tại sao một cô gái 16 tuổi sống ở Việt Nam tới bây giờ em lại biết nhiều bộ môn như vậy? Thời gian đâu mà em chia ra em học nhiều như vậy? 4 trường đại học, thạc sĩ, chuẩn bị lên tiến sĩ, giỏi tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraine. Rồi, còn cuối cùng là sao? Cuối cùng là đến bây giờ là E. Ở nước ngoài á, người ta nói FA là Forever Awesome. Còn ở Việt Nam thì E. Tuổi của em ở Việt Nam, con gái có 2 đứa con rồi á. Còn em bằng E đó. Là tại vì là học hết mấy cái thứ đó đó hả? Dạ. Dễ thương quá. Nhưng không sao, anh tin rằng ông trời cho mình cái này thì cũng lấy đi cái khác, mà lấy cho mình cái khác thì cho mình cái khác hấp dẫn hơn. Không sao hết. Thưa quý vị, đây là cậu con trai gia đình số 4 vừa thể hiện xong. Ba ơi, bây giờ ba sẽ có một phút để chinh phục nhà gái. Mời ba bắt đầu. Cái câu đầu tiên tôi muốn nói là mong muốn gia đình đàn gái cho hai đứa nó sát lại nhau. Tại con tôi thì trong mắt tôi nó rất là giỏi. Giỏi rất là nhiều thứ, mặc dù lời ăn tiếng nói tỏ tình chưa có gì hết, nhưng mà qua hành động của nó thì đã thể hiện được mọi thứ. Xin cảm ơn. Còn thời gian nhiều lắm, ba muốn nói gì với em không? Với Khánh Linh cũng được ạ. Khánh Linh ơi. Dạ chào chú. Trai của chú nó như thế đó, nhưng mà tình cảm thì nó không nói ra được bằng lời, nó chỉ thể hiện bằng hành động mà thôi. Với công việc nề nếp, mọi thứ ngăn nắp như ở nhà, gia đình có truyền thống, tôi hy vọng là sẽ tạo cho một hai đứa cộng hưởng lại với nhau. Có hơn. Đã có vật chất rồi thì bây giờ vật chất có nữa thì ngon hơn, tiện nhiều, làm gì tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, dạ, hỗ trợ công việc tốt hơn, cùng ngành cùng nghề, hy vọng hai đứa sẽ đến được với nhau. Xin cảm ơn. Dạ, vừa kịp hết giờ. Có vẻ khi mà ba nói con trai ba hào hứng lắm, đồng thuận đồ kiểu vậy. Hy vọng rằng với sự nhiệt tình của các nhà trai vừa mang đến cho nhà gái, chúng ta đã có đủ dữ liệu để tham khảo cũng như chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng tiếp theo. Tạm chia tay với cậu con trai gia đình số 4, em vào trong nha. Mời em. Thưa quý vị, và ngay bây giờ để xem nhà gái hội ý lần cuối trước khi đưa ra quyết định như thế nào. Thời gian hội ý bắt đầu.
Như vậy thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Lần này để xem hội đồng nhà gái đại diện là cô sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Dạ mời cô một lần nữa đứng dậy. Hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình nhà trai tiếp theo mà cô muốn dừng cuộc chơi ngay tại đây. Mời cô. Ba chàng đều là tuyệt vời. Đúng. Quá tốt. Dạ. Làm sao đây hè? Đúng. Giờ dạ. Loài đi một người thật là khó. Đúng. Và gia đình chúng tôi dừng cuộc chơi bởi gia đình số... gia đình số 2. Lý do vì sao thưa cô? Hồi nãy cô thấy cái tình cảm của cái người con trai gia đình số 2 á đối với Khánh Linh là chưa có mượt mà à. Chưa có. Cô nhìn thấy là cô thấy cái cử chỉ của bạn ấy thể hiện chưa có mượt rồi. Mà không mượt mà chưa có tình cảm mấy. Ngoài cái đam mê sự nghiệp của cái anh chàng này á yeah. Thì cái mái ấm gia đình nhỏ là cần một sự thương yêu và cái sự ngọt ngào đó thể hiện, dạ, thể hiện là cần thể hiện nhiều hơn. Đúng rồi, thể hiện dạ. nhiều hơn để nó đánh bay đi cái sự mệt mỏi trong những cái cả cái ngày đi làm việc của Khánh Linh dạ. về dạ. một cái mái ấm êm đềm, nhưng mà thấy cái tình cảm này nó chưa được ngọt ngào. Dạ, là cô thấy chưa có được phê. Đúng rồi. Kiểu như còn hời hợt quá. Đúng rồi. Thấy không, mình tiếc quá. Dạ, thưa ba nhà trai thân mến, cũng như hồi nãy trước khi cô đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với mình, cô rất là đắn đo, không biết dừng cuộc chơi với gia đình nào. Cho thấy rằng là đang có lẽ là ba gia đình đang ngang tài ngang sức nhau. Chỉ vì cái hành động thể hiện của con mình trong vòng vừa rồi làm cô thấy cảm thấy chưa có đủ, chưa có đã và chưa có an tâm thôi. Ba nghĩ sao về quyết định dừng cuộc chơi của nhà gái dành cho gia đình mình? Tôi xin có ý kiến với cô như vậy. Là cháu từ xưa đến giờ học chăm chỉ và lo gia đình rất nhiều. Có cái là ít có thời gian tiếp xúc bên ngoài nhiều, cho nên vấn đề tình cảm cũng chưa có để gọi là kinh nghiệm để thổ lộ tình yêu với người bạn gái đối diện với mình. Dạ. Đó, cho nên có lẽ là còn vụng về và cũng chưa nói lên được nhiều lời lắm. Dạ. Chứ thực chất thì cháu rất là có ý chí và rất là mạnh mẽ và rất là giỏi giang. Dạ. Nhưng rất tiếc nhà gái không cảm nhận được điều đó trong một khoảnh khắc tích tắc của chỉ vòng 2 thôi. Cho nên để mời em quay trở lại sân khấu xem nhà gái có những suy nghĩ tích cực gì hơn khi nghe em chia sẻ sâu hơn. Dạ, mời cậu con trai gia đình số 2 trở lại sân khấu cùng ba mình. Mời ba lên đây ạ. Mình Trần Hiếu hỏi nha. Nhà gái vừa đưa ra quyết định như vậy dừng cuộc chơi với mình với lý do như thế, thì em đồng tình hay không đồng tình chỗ nào? Có một cái lý do mà nhà gái đưa ra đó chính là chưa cảm nhận được cái tình cảm của em qua cái hành động hồi nãy. Cái điều đó em nghĩ là chắc do bản thân em là chưa thể hiện được sâu sắc, chưa thể hiện được đẹp cái hành động của mình, đã dẫn đến cái việc mà nhà gái chưa cảm nhận được. Còn về bản thân em thì nói chung là bị loại thì cũng tiếc nuối, bởi vì là mình không phải là người được nhà gái lựa chọn. Nhưng mà cuộc chơi mà phải không? Đôi khi mình tự tin vào mình, ba mình tự tin vào mình không có nghĩa là người ngoài dễ dàng tin vào mình. Cần mình thể hiện nhiều hơn, mình nói nhiều hơn, mình cam kết nhiều hơn vân vân. Phải không em? Cho nên tiếc quá. Nhưng hãy để anh hỏi một người, Khánh Linh. Dạ. Anh ngồi gần Khánh Linh, anh thấy được những cảm xúc của em khi mà cô của mình dừng cuộc chơi với cậu con trai gia đình số 2 là Minh đây. Cảm xúc đó là em không đồng tình hay như thế nào? Với quyết định của cô em có muốn thuyết phục cô em giữ chàng trai này lại hay không? Hay là vẫn dừng cuộc chơi luôn? Thật sự là nếu đó là quyết định của em ạ, thì chắc chắn là em sẽ không chôn chỉ tay với anh. Có thể gia đình của em chưa được cảm nhận cảm xúc nhiều, nhưng mà nói thật là hôm nay chúng ta cũng gặp nhau lần đầu tiên, thì làm gì có cảm xúc. Đúng. Với em á, thì em được cảm nhận là anh này rất là mạnh mẽ. Ừ.
cũng đẹp trai. Nói chung là em cũng có cảm xúc tốt. Nhưng một điều quan trọng nhất ngày hôm nay là em chọn cô giáo của em để đến đây để giúp em. Yeah. Và chắc chắn là cô sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em. Thì nhưng anh xin lỗi, quan trọng là về mặt cảm xúc, về mặt tình yêu. Như em nói, nếu là em đưa ra quyết định thì em không bao giờ chia tay cậu con trai gia đình số 2. Đúng. Vậy thì với quy luật của chương trình, em hoàn toàn có quyền thuyết phục cô để cô đổi ý giữ chàng trai này lại và dừng cuộc chơi với gia đình khác nếu như em muốn. Theo em á, nếu cô muốn thay đổi suy nghĩ của cô á, sau khi nghe cậu truyền của mình thì có thể cô suy nghĩ lại. Còn nếu không thì em cũng không muốn xin cô để thay đổi suy nghĩ. Tại vì nếu cô nói như thế này thì chắc chắn là cô sẽ có lý do tại sao cô nghĩ như vậy. Và em biết cô giáo của em á, luôn luôn muốn điều tốt nhất và tốt nhất cho em. Yeah. Còn với anh này thì có thể sau khi quay xong mình có thể giao tiếp với nhau rồi làm bạn bè trước. Còn sau này thì cũng không biết sẽ như thế nào. Dạ. Yeah. Thưa cô nghe rất là rõ những chia sẻ của Khánh Linh phải không ạ? Ý của Linh ở đây là khi cô nghe được tiếng lòng của em, như em vừa chia sẻ, nếu là em sẽ quyết định không chia tay chàng trai này tại đây đâu. Có nghĩa là em không đồng ý với quyết định này. Nhưng em cũng sẽ không thuyết phục cô. Tại vì em cũng tôn trọng và tin lựa chọn của cô. Cho nên giờ đây, một lần nữa Hiếu muốn hỏi cô, khi cô nghe em chia sẻ như vậy rồi, thì quyết định cuối cùng của cô là như thế nào? Vẫn dừng cuộc chơi với gia đình nhà số 2 hay cô đổi gia đình khác vì hiểu tiếng lòng của Khánh Linh? Kính thưa các phụ huynh, kính thưa MC Phương Hiếu, sau khi nghe cái tâm tình của Khánh Linh, nhưng mà theo cô nghĩ là cô muốn chia tay với gia đình số 2 ngày hôm nay, thì sau cuộc chơi này có thể là gặp gỡ với bạn này. Dạ. Không sao. Nghĩa là cô vẫn giữ quyết định dừng cuộc chơi với nhà số 2. Đúng rồi. Dạ, rất tiếc về điều đó. Thôi thì chúc cho ba và em nhiều sức khỏe. Quan trọng là mau ăn học thành tài, công việc ngày càng ổn định hơn, thăng hoa hơn, và sớm tìm cho ba một nàng dâu ưng ý nha. Dạ, cảm ơn em và ba đến với chương trình. Đây ạ. Thưa quý vị, Khánh Linh giờ đây cùng với hội đồng nhà gái đã tìm ra hai gia đình xuất sắc nhất. Đó là gia đình số 1 và gia đình số 4 cùng bước vào vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Chào mừng quý vị đã đến với vòng quyết định của chương trình đêm nay mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, ở vòng này điều thú vị đó chính là các nhà trai sẽ cùng quay trở lại sân khấu này. Mỗi nhà trai sẽ mang đến cho nhà gái một món báu vật để trình cho nhà gái. Món báu vật này chẳng những ẩn chứa những thông điệp tuyệt vời mà còn gửi gắm tâm tư mà nhà trai đang mong muốn gửi trao. Bên cạnh đó, sau khi trình báu vật xong thì nhà trai cùng làm nhiệm vụ rất quan trọng. Đó chính là hai nhà trai sẽ đối chất với nhau, đưa ra những quan điểm lập luận để chứng minh với nhà gái rằng vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết đôi với Khánh Linh. Vì vậy, hy vọng rằng hai nhà trai chúng ta hãy nhớ kỹ lại tất cả những thông tin, những diễn biến từ vòng 1, vòng 2 đến tận vòng này để có thể chuẩn bị sẵn sàng đối chất với nhau và thuyết phục nhà gái thành công, được không ạ? Còn bây giờ, không chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ mời các gia đình vào vị trí để chuẩn bị cho phần trình báu vật. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, quý vị đừng đi đâu nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại và đây chính là vòng quan trọng. Ngay lúc này chắc quý vị cũng đã thấy là các gia đình, nhà trai và nhà gái đã vào vị trí cho phần trình báu vật. Không chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng gặp gỡ hai cậu con trai của gia đình nhà trai quay trở lại cùng với món báu vật đó là gì. Xin mời. We'll be right back.
Dạ thưa quý vị, theo quy định của chương trình thì xin phép nhà gái và Khánh Linh đây, anh sẽ được quyền khám phá ấu vật để mô tả cho mọi người cùng đoán. Cho nên mọi người nghe kỹ nha. Vật thứ ba, cái này là mình khám phá nhẹ thôi ba ha. Vật nhọn, cứng, dài khoảng tầm 15 cm, hình chữ nhật, bề ngang khoảng tầm 2 cm, ở trên một mặt là phẳng hết hoàn toàn, mặt dưới nó có cái gì đó nhọn nhọn, mặt trên là nó phẳng, mặt dưới nhọn. Khó quá, khó quá. Ba có thể cho một từ khóa gợi ý được không ạ? Dùng cho các doanh nhân thành đạt. Dùng cho các doanh nhân thành đạt. Đó là gì ạ? Tôi nghĩ là một doanh nhân thành đạt thì đó có nghĩa là một cái chiếc bút. Ờ, dạ, có thể nha. Anh mở nhé. Và wow, đẹp quá. Dạ, gửi lại cho ba món báu vật này. Mời ba trình cho nhà gái. Vì sao ba và con trai mang món báu vật này để chinh phục nhà gái? Xin mời. Thưa nhà gái, là tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng mà tôi mang cái bút vàng này là trọn vẹn nhất. Tại gia đình tôi có truyền thống là một doanh nhân, nên tôi mong muốn là khi hai đứa nó đến với nhau thì nó tiếp tục là dùng cây viết này để ký những hợp đồng tốt nhất và những công việc của hai đứa. Cùng cộng hưởng, tôi xin hết. Cái bút vàng này mà ký vào tờ giấy kết hôn được không ạ? Rất tốt. Được không em? Có thể. Tuyệt vời. Thưa quý vị, nhà trai số 4 mang đến đây không chỉ là một cam kết về cuộc sống ổn định sau này, đó chính là truyền thống doanh nhân của gia đình. Công việc vững chãi, vững chắc. Khi mà công việc vững chắc, vững chãi thì chắc chắn là kinh tế ổn định. Đây chính là một trong những cái từ khóa mà hồi nãy Khánh Linh có nhắc đến. Cần một chàng trai có công việc ổn định. Hy vọng rằng tiếng lòng của nhà trai số 4 gửi gắm được cho nhà gái. Nhà gái cân nhắc nha. Bây giờ Hiếu xin phép khám phá món báu vật của con trai gia đình số 1. Vậy thưa mẹ, cho Hiếu xin phép khám phá à. Cũng cứng luôn à. Nhỏ, hình vuông, khoảng 3 cm mỗi cạnh. Ở phần dưới và phần trên được đóng lại với nhau. Đây có thể là một vật dụng để đựng một món trang sức. Mở nha. Một chiếc hộp quà. Đấy, nhưng quan trọng bên trong là cái gì thì Hiếu xin phép gửi lại cho mẹ nhà trai mở ra và trình cho nhà gái nha. Dạ mời mẹ. Đôi bông tai. Kính thưa bên nhà gái, kính thưa MC và dạ. Minh Hiếu. Hôm nay bên nhà trai có một đôi bông tai. Từ khi sinh ra được bé Minh Tài thì ba của bé Minh Tài đã mất. Đây là một báu vật kỷ niệm. Mẹ Minh Tài và ba Minh Tài đã sống rất là chung thủy, cho nên mong rằng đôi bông này sẽ tặng cho người con dâu mà tôi rất là tâm đắc. Và tôi sẽ mong rằng hai đứa nó sẽ sống chung thủy với nhau như cha và mẹ nó. Và tôi coi như là đây là một món báu vật để mình kết tình xu gia. Đây là một món vật lưu niệm để thao hai bên mình để thành thông gia với nhau. Dạ, cảm ơn mẹ nhà trai số 1. Hai món báu vật khá là thú vị, mỗi bên đều có quan điểm riêng. Một bên là sự cam kết và sự chung thủy, một bên là sự cam kết về điều kiện, công việc và vật chất sau này khi mà có công việc ổn định. Một bên hướng về tinh thần, một bên lại hướng về thực tế nhiều hơn. Vậy thì liệu rằng kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta chỉ còn đúng một bước nữa là hai nhà trai sẽ cùng nhau đưa ra những lập luận để thuyết phục nhà gái vì sao nên chọn kết đôi với cậu con trai của mình mà không nên chọn kết đôi với cậu con trai của gia đình đối phương. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nha, chúng tôi sẽ quay lại ngay thưa quý vị. Bây giờ thưa quý vị, đây là lúc mà chúng ta hồi hộp chờ đợi và hướng mắt về cặp đôi nhà trai số 1 và nhà trai số 4 để xem họ sẽ đưa ra những quan điểm thuyết phục như thế nào. Thời gian dành cho hai gia đình chứng minh vì sao nhà gái không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương xin được phép bắt đầu. Tôi mong muốn
nhà gái chọn con trai của tôi. Thứ nhất, tụi tôi có nền tảng vững chắc và công việc hai đứa rất phù hợp, và tuổi trẻ bây giờ rất năng động, có thể hiểu được văn hóa giữa hai vùng miền, giữa Ukraine và Việt Nam. Tôi là một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã 20 mấy năm rồi, nên nghề nghiệp rất vững vàng. Tôi hy vọng là con trai tôi cũng như thế và công việc cũng vậy. Nói về tình yêu chung thủy thì như từ đầu đã nói rồi, nói nhiều không bằng hay làm, và con trai tôi đã thể hiện điều đó là thực hiện. Con trai tôi thì không đẹp nhất thiệt, nhưng mà ít nhất là đẹp nhất trong lòng tôi. Và bên đây trai thì người ta có cái câu rất là hay, tốt mã rã đám, nên tôi khuyên là đừng chọn đàn trai. Đối với nhà đối phương, tôi thấy người cậu con trai bên đây á, tánh còn trẻ con quá, không có năng động, giống như là tình cảm cũng không thấy là như con của tôi. Con của tôi rất là giàu tình cảm. Cãi luôn, tại vì từ đầu là cô gái đã nói rồi, sống không thích tình cảm ướt át, không có ái. Nên bên tôi chỉ là tình cảm ngắn gọn, nói ngắn gọn vậy. Bên đây ướt át, không đồng ý. Con trai của tôi thì anh thấy vậy chứ, rất là năng động và có hiếu. Và nó luôn bảo bọc cho cha mẹ, thì sau này nó có vợ thì tình cảm đó nó cũng sẽ dành cho vợ nó nhiều hơn. Người ta, ông Việt Nam có cái câu hay lắm, bên đàn gái nghe có đúng không? Trời sinh ra sinh tính, cha mẹ sinh con đâu có sinh được lòng, mỗi đứa mỗi tính mỗi khác, ngón tay còn có ngón dài mà làm sao nó giống ba mẹ. Cái truyền thống thì có thể nó học theo, nhưng cái tính thì không đâu. Nó đã hủy mị, nó đã yếu điệu rồi, như vậy là không có được, không có phù hợp với em, đúng không con? Nhưng mà theo nhìn mẹ hoài thì tôi thấy con trai tôi và cô con gái người nhà này rất là xứng đôi vừa lứa. À, cái đó là cái cảm quan thôi, mà cô bé này lại không thích cảm quan, cô bé thích thực tế. Cái đó tế là tùy lựa chọn vào cô con gái. Yeah. Okay. Con trai tôi thì nó có đủ cả cái tính cách của tôi, vừa năng động vừa ấy. Con cái là, thì thấy không, tôi nói nhiều, con trai tôi nó nói ít. Nhưng mà cái đó đâu phải là cái tính, nó đâu có chuyện. Nhưng mà cái tính của tôi, con tôi nó rất là cứng rắn. Nói là làm, nói ít làm nhiều, thực hiện đúng theo cầu của cô đó. Là hai đứa nó gần nhau thì nó kết nhau, cộng với doanh nghiệp của tôi, ký giấy, ký không, tiền. Thì mai mốt thì Việt Nam mình sẽ nghe có hai cặp doanh nhân Việt Nam, Ukraine đứng lên trên top của Forbes. À. Thì đây cũng là không có nói qua lại với, nhưng mà chỉ mong là nhà gái nhận xét chín chắn hơn. Bây giờ lại mong muốn nhà gái, ngon nhà gái thì được có quyền quyết định, đúng không? Chọn bên thế nào, tụi tôi cũng có quyền chứng minh chứ. Con trai tôi nó cũng giống tôi, cũng đẹp trai, đúng dạ. không? Đúng không? Cười ra nè. Đấy, nhưng mà nói một điều, tại tôi rất là tự tin, những cái tính cách của bên đàn gái đưa ra, những cái tình huống đưa ra, mọi thứ tôi thấy là con trai tôi đủ sức đáp ứng. Tại vì tính độc lập của nó, tính nghiêm túc của nó, tính bài bản của nó, là mọi thứ tôi tin là con trai tôi sẽ làm được và tạo hạnh phúc cho bên đàn gái. Và cảm ơn hai người ba và mẹ đầy tâm huyết để muốn thuyết phục nhà gái dành cho con trai của mình. Nhưng quan trọng ở đây rõ ràng là sau khi ba mẹ lên tiếng rồi, hai em chính là người trong cuộc. Hai em nãy giờ nhận được quá nhiều sự chở che, sự đỡ đần về lời nói từ ba mẹ. Hai em thấy quan điểm của nhà đối phương như thế nào? Mời hai em nhập cuộc. Chào thưa chú, hồi nãy chú có nói cái câu cái gì có mạ rã đám thì cho con xin phép, tại vì không đẹp, những người đẹp trên đời này ai cũng không chung thủy, ai cũng lăng nhăng hay sao chú? Đa phần là đẹp toàn lăng nhăng không à. Mình có chứng minh gì không à? Mình đang nói những người đẹp trên đời này đều lăng nhăng hầu hết. Đúng rồi. Em đang nói anh luôn đó. Những người bình thường á, không có đẹp á, thì người ta rất là chung thủy. Khi mà đã đẹp á, thì người ta sẽ thấy cái vẻ đẹp với nhiều, xong người ta sẽ cảm giác là rất muốn có nhiều người yêu hơn là một yêu. Theo em nghĩ thì việc chung thủy hay không ở nằm ở bản chất, chứ không phải là nằm ở việc đẹp hay xấu. Bản chất thì cũng đúng, nhưng mà cái nó đẹp á, chất bản chất. Thật ra cái câu mà đẹp xấu là không phải. Tôi chỉ nói là tốt mã rã đám. Người ta nói cái câu đó là để cái gì? Người ta nói cái câu đó là đôi khi mà nhìn thấy nó như vậy chứ nó không phải nó như vậy. Nó chứ không phải là người nào đẹp là cũng xấu. Tôi chỉ nói là cái mã, có cái mã nhưng mà chưa chắc nó được cái khác. Cái gì nó cũng có cái chữ níu ở trong đó. Nên nó nói vậy để cho bên nhà gái người ta nhìn nhận như đúng. Đôi lúc nhà gái, ôi cái mã này đẹp quá cũng ngon, theo cảm tính không. Nhưng mà tôi muốn chứng minh là cái bản chất, chúng tôi nói bản chất mới quan trọng. Thì bản chất con trai tôi tuy nói như thế nhưng mà nó nói ít nhưng nó thể hiện bằng hành động.
tôi thích cái câu đó, và tôi có thể đảm bảo được một điều, chính hành động nó sẽ giúp cho hai đứa nó thành danh lên và sau này nó trở nên tốt đẹp hơn. Thôi thì để lại cho bạn nữ quyết định xem như thế nào. Còn em, nãy giờ toàn là ba đỡ lời cho em không hả? Không lẽ sống với ba suốt đời? Tại vì tính em thì ít nói hơn, chủ yếu là nghe ba nói nhiều hơn. Nhưng mà những lời ba nói thì đã nói hết lời em muốn nói rồi. Theo em thấy thì có vẻ vừa dẫm nhiều hơn. Không vừa dẫm, mình đã sắp đầu lập rồi. Ngay từ đầu đã nói rồi, nói ít nhưng mà nói hành động. Dạ thưa chú, hồi nãy nhà trai bên kia có rất là quan ngại về con chú tính còn trẻ con. Thì rõ ràng nếu mà em không thể hiện bằng lời nói và tư duy của mình thì trong mắt người khác với cái người như vậy luôn luôn sẽ là trẻ con. Dù ít nói nhưng mà cái người ít nói ở đây không có nghĩa là không nói được. Phải bảo vệ mình thì mới là đàn ông đích thực. Bạn nói mình trẻ con thì đúng, nhìn bản chất từ trên xuống là mình là trẻ con. Nhưng cái này là công việc của mình, mình đi quay phim nhiều. Với lại là mình thể hiện cái cử diễn, mình cũng là diễn viên. Nên lúc này mình mới sâu cái bản chất mình ra đẹp, phục xí. Chứ mình không thể mặc đồ này mà sang chảnh quá khi đi một cái gì đó. Mình muốn cho mọi người thấy là mình là một con người khác khi đi cái này, đi cái khác cái sẽ khác. Ví dụ mình đi tiệc cưới mình sẽ khác, mình đi một chương trình nào có mình sẽ khác với nhau. Nên không thể đánh đồng là mình trẻ con được khi nhìn bản chất mình như này. Theo em thấy thì tâm sinh tướng. Không, hoàn toàn là không. Với lại có sự nghiệp vững chắc thôi thì nó không đủ. Tính cách của anh không đủ. Tại sao em nói vậy? Bạn có thấy mình không? Là mình học có rất là nhiều nghề hơn bạn, rất là nhiều thứ. Mình có thể là quay phim cho người của mình được. Thứ hai là mình có thể viết kịch bản cho người của mình được. Rồi mình có thể nấu ăn cho người của mình được. Bạn có thể làm được điều đó không? Em vẫn có thể nấu ăn được. Nấu ăn thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Bạn phải giúp người bạn hết những thứ cần được người bạn cần. Bạn không thể giúp bạn người bạn viết kịch bản. Thứ hai là bạn không có thể quay phim cho người bạn được. Vậy là nãy giờ nói chuyện không được dữ chưa? Thấy không? Phải đụng vào cái đàn ông đích thực thì bắt đầu cái tính đàn ông nó mới trỗi dậy. Vậy là rõ ràng là nãy giờ bên kia nói quan ngại về tính trẻ con là có lý do. Phải đợi anh Hiếu kích vào cái bản lĩnh đàn ông thì bắt đầu mình mới nói, thấy chưa? Vậy thì ước gì những chàng trai sẽ luôn luôn thể hiện cái bản lĩnh đàn ông ra. Ở đây mình cất lên tiếng nói để nói với thế giới mình là ai. Thì nó không còn quan trọng ở việc ít nói hay là nói nhiều nữa, mà là nói đúng. Hai gia đình đã đưa ra khá nhiều những quan điểm để gửi gắm đến cho nhà gái. Quan trọng là nhà gái muốn như thế nào thôi. Vậy thì bây giờ trước khi cô nhà gái, đây là cô giáo cũng là người chị thân thiết đưa ra quyết định, em có muốn đặt câu hỏi gì cho từng gia đình nhà trai hay không? Dạ em muốn hỏi hai chân trái luôn á. Hiếu hay anh thì hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc như thế nào? Mời hai bạn. Theo em thì hạnh phúc là được ở cạnh người mà mình muốn ở cạnh, được ở bên người đó suốt đời. Cả hai đều hòa hợp, là những lần quan tâm, chia sẻ, yêu thương như lúc đối phương cần có nhau, và không rời bỏ nhau những lúc khốn khổ. Thì dù giàu sang hay khốn khổ, em nghĩ chân thành nó sẽ vượt qua tất cả. Cảm ơn bạn. Mời em. Đối với em á, hạnh phúc á là luôn ở bên cạnh người yêu, quan tâm người yêu, chăm sóc người yêu khi người yêu cần. Những lúc người yêu có những chuyện xảy ra, mình luôn là người ủng hộ người yêu. Không nên là người bỏ người yêu ngay những lúc đầu đó. Mình phải hiểu người yêu mình đang làm cái gì, mình đang sẽ muốn gì, và luôn chăm sóc người yêu cần tình hơn. Dạ, yeah. Cảm ơn hai bạn. Rõ quan điểm hạnh phúc rồi ha. Vậy thì ngay bây giờ, thời gian hội ý cuối cùng dành cho nhà gái để đưa ra quyết định từ phía nhà gái xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái đã hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem nhà gái đưa ra quyết định như thế nào. Đầu tiên xin hỏi hai chàng trai hai bên, một là học trò của Khánh Linh, một là người em đồng nghiệp của Khánh Linh. Theo quan điểm riêng của hai bạn sẽ chọn ai? Mời em. Theo quan điểm của em thì em thấy bạn số 1 đây, về ngoại hình của bạn thì sẽ chững chạc, có thể là sẽ rất phù hợp với cô giáo của em. Từng lời nói của bạn rồi cách bạn đưa ra ý kiến nó không quá dựa dẫm vào người thân của mình, tự nói nêu lên những ý kiến cá nhân của mình. Cảm ơn em. Còn em? Theo em á thì em sẽ chọn bạn gia đình số 1. Tại vì em cảm thấy là bạn số 4 vẫn còn dựa dẫm vào cha mình quá, để cho ba mình nói không mà. Tới khi mà phải chọc vào, phải khui vào thì bạn mới nói được lên cái phản ứng của mình. Em quyết định chọn gia đình số 1. Nghĩa là hai quân sư của gia đình nhà gái đang nghiêng về chàng trai số 1 nhiều hơn. Tỷ số đang là 2-0. Không biết là cô cũng như là người chị thân thiết của Khánh Linh sẽ có quyết định như thế nào. Bài toán này khó à. Dạ, mời cô cho chương trình được biết lần này thì đâu
là cậu con trai mà cô chấp nhận chọn để kết đôi với học trò, cũng là cô em gái thân thiết của mình. Quyết định cuối cùng của cô là gì? Xin mời. Quyết định của cô là... chọn gia đình số 1. Thưa quý vị, như vậy gia đình được nhà gái lựa chọn là gia đình số 1. Lý do vì sao thưa cô? Vì sao cô chọn gia đình số 1? Vì cô thấy rằng chàng trai này rất là chân thành. Nói chung là đối với Khánh Linh, Khánh Linh thích điều đầu tiên là một nửa của mình phải chân thành. Bạn trai này đã biết đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình. Còn cái bạn của nhà gia đình số 4 không nói được cái mong muốn của mình. Tôi thấy rằng ở gia đình số 1 có một nền tảng hạnh phúc rất là vững chắc. Từ đời cha đời mẹ hạnh phúc, và họ có ngụ ý đưa cái bảo vật di truyền, đó là đôi hoa tai mà từ đời xưa của dòng tộc rồi đến đời mẹ, bố mẹ rất là hạnh phúc. Và họ có tâm niệm rằng mong muốn con trai mình gặp một nửa của ý trung nhân và sau này được trường tồn. Đó. Dạ. Thưa nhà trai số 4, chắc là mình đã nghe lý do chọn bên kia và cũng là lý do không chọn mình. Quan điểm của ba như thế nào khi mà nghe điều này? Đồng thuận hay không đồng thuận điểm nào thưa ba? Thật ra nhà gái nói, tôi thấy đó là cái ý kiến riêng của bên nhà gái. Trên bên nhà trai tôi vẫn giữ một cái quan điểm như thế. Tại vì ba mẹ nào lại không muốn bảo vệ cho con? Đúng. Lúc nào cũng phải đứng ra bảo vệ cho con trong bất cứ tình huống nào. Khi nào cần tới thì con nó vẫn đứng ra, nó vẫn làm được. Thì đó là cái tính cách mà tôi cũng mong muốn riêng của gia đình tôi. Mà tôi nghĩ là cái tính cách mà nói ít làm nhiều. Ý là không phải là nói ít hay làm nhiều, nhưng mà ý tôi nói là hành động là chính. Thì tôi nghĩ là với cái nền tảng vững chắc của tôi có đó thì cũng có thể là giúp đỡ cái bên nhà gái sau này công thành danh tội hai đứa. Rất tiếc phải không ạ? Tiếc lắm. Vâng. cho tôi hỏi cô gái một tí. Dạ. Có tiếc không? Có tiếc không? Dạ có, vì con... chú nói chuyện hay quá. Là tiếc ba thôi. Tiếc ba chứ không phải tiếc con, chết luôn. Là tiếc ba chồng tương lai thôi, chứ không có tiếc chồng tương lai à nghe. Không, nhưng mà đúng là khi mình cười một người, mình cũng cười cả gia đình luôn, đúng không? Đúng rồi. Chính xác. À, chú nói chuyện hay quá. Dạ. Yeah, chú là số 1 luôn. Dạ. Yeah, xin cảm ơn. Hay hổng lẽ bây giờ nè. Dạ. Yeah. Đây là ba chồng mà chồng thì bên kia được không? Cái này nó có kỳ không ta? Không, nó hơi kỳ. Đúng rồi. Không được, không lựa. Ngay là lỡ có ấy thì mời tụi tôi đi luôn. Ủa có ấy là có gì ạ? Hả? Thì có đến được với nhau á. Dạ. Chúc cho ba có nhiều sức khỏe cũng như em cũng vậy. Và quan trọng là tiếp tục học tập thật là tốt, trau dồi kỹ năng thật tốt, kế thừa thật lẫy lừng sự nghiệp của gia đình và mang về cho ba một nàng dâu xứng đáng. Cảm ơn ba và em đến với chương trình. Bây giờ là lúc mà Khánh Linh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi anh đếm 1, 2, 3, nếu như Khánh Linh đồng ý với lựa chọn của nhà gái gồm cô, gồm bạn đồng nghiệp, gồm học trò, thì Khánh Linh di chuyển qua đây. Hai bạn nắm tay nhau, tạo sự kết nối, xem như màn tác hợp ngày hôm nay thành công. Còn nếu như Khánh Linh không đồng ý với lựa chọn của nhà gái, cụ thể là cô cũng là người chị thân thiết của mình, thì em có quyền đứng tại chỗ, màn tác hợp không thành công. Nhưng rõ ràng với những gì diễn ra từ nãy giờ, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng ngày hôm nay chúng ta có một kết quả trọn vẹn, phải không ạ? Ủng hộ Khánh Linh bằng một tràng vỗ tay được không ạ? Thưa quý vị, Hồ Khánh Linh, một cô gái quốc tịch Ukraine đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam suốt 20 mấy năm, ngày hôm nay đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời là bước sang một trang mới với tình yêu. Giỏi 9 thứ tiếng, tự làm việc, học tập, làm thêm tại Việt Nam từ năm 16 tuổi, 4 trường đại học đã tốt nghiệp, đang học thạc sĩ và chuẩn bị lên tiến sĩ. Liệu rằng cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Lắng nghe con tim hay làm theo lý trí? Thời gian dành cho Khánh Linh bắt đầu. 1,
2 3 Nắm tay nhau cái nào. Yeah. Cho em hỏi lên một câu, vì sao em quyết định chọn bạn? Sao thế? Dạ, hôm nay em được gặp anh và gặp mẹ của anh thì em cũng rất là vui, rất là hạnh phúc. Và em cũng có cảm thấy là anh là một người tốt. Không phải là đẹp trai thôi, nhưng mà với em đẹp trai là không phải là quan trọng nhất. Nhưng mà sau khi gặp anh thì em cũng có cảm xúc tốt. Nhưng mà thật sự là đến phút cuối em cũng không có chắc lắm, vì có một số điều nhỏ xảy ra. Đầu tiên là khi anh nói chuyện với em lần đầu tiên, anh không có nhìn mắt của em, nhưng mà anh nhìn lên và em có cảm xúc giống như anh có thể nói không có thắt, hay có thể anh chưa mạnh mẽ lắm, hay giống như anh thất bại và anh không biết anh có nhớ anh nói cái gì hay không đó. Sau đó anh xuống với em, thật sự là rất là lằng mắng. Nhưng mà với em nghĩ là khi hai người quen nhau thì hai người phải bằng nhau, tôn trọng với nhau, không có ai lên, không có ai xuống. Còn phần cuối là gia đình của anh chuẩn bị một quà rất là hay. Nhưng mà một vấn đề là em là một con gái đặc biệt, em không có lỗ để làm bông tai. Lần đầu tiên gặp anh em cũng thích một chút, nhưng mà em thấy có cái gì đó là lạ rồi, sai sai rồi. Em cũng chưa biết là chúng ta sẽ có phù hợp với nhau thiệt hay không. Với em thì thật sự là em cũng chưa chắc em chọn anh. Nhưng mà em thấy vì cô và hai người thân của em muốn em chọn anh, thì em nghĩ là mình có thể thư hiểu nhau hơn và có như thế nào. Thì đó là ý kiến của em. Tài nghĩ như thế nào khi nghe Khánh Linh chia sẻ như vậy? Trước tiên con xin cảm ơn bác và hai anh đã chọn con. Cảm ơn em. Như những gì mà từ đầu chương trình nãy giờ đã nói thì những gì mà em có được, em biết nói chính thứ tiếng, những cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà em sắp có được nữa. Và qua những lời của bác và bạn nam số 4 có nói, thì anh nghĩ rằng mình không xứng với em. Vì sao em nghĩ là mình không xứng? Thật ra từ ban đầu khi mà lúc mà cái vòng tỏ tình, em không nhìn, anh không nhìn mắt em nhiều á, đó là vì anh bị thiếu tự tin. Khi mà một người quá là cao á, nên anh mới không dám nhìn. Cao ở đây là cao về học thức đúng không? Mọi thứ, cả những gì cô ấy có. Anh xin lỗi, anh nghĩ là sẽ có nhiều người phù hợp để tìm hiểu với em hơn là anh. Và anh xin phép dùng chơi. Thật ra là anh không đồng quan điểm với em chút nào luôn Tài. Đàn ông Việt Nam mình, bản lĩnh đàn ông ở đâu? Người ta không có khe. Có nghĩa là ở đây Khánh Linh hoàn toàn không có chê em. Đúng, bạn ấy có những cái cảm xúc trái ngược nhỏ chút xíu, là bạn ấy đang lấn cấn liệu rằng đây có phải là lựa chọn đúng không. Nhưng mà đến giờ phút này em vẫn tiếp tục vì cô giáo và người thân của mình chọn. Em đã tự cho mình một cơ hội, thì anh thấy rằng là em đã vượt qua cái điều đó rồi. Mà lúc này thì Tài lại, em cảm thấy rất tân trọng anh này. Tại vì anh nói thật, và vì điều đó em mới muốn làm bạn với anh này. Tại vì thật sự là em cũng có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam. Tất cả bạn bè của em là người Việt hết. Và em không thiếu bạn bè, em không cần làm bạn bè với ai cũng được hết đâu. Vậy là em không buồn? Làm sao em buồn? Thôi em không buồn là được. Thiệt anh sợ em buồn. Tại vì em chọn rồi mà tự nhiên bạn này vì sợ không xứng với em mà bạn rút thì mình tức chứ. Nhưng mà cảm ơn chương trình hôm nay em có một người bạn mới. Nghĩa là em vẫn hài lòng với kết quả như vậy. Chính xác. Ừ thì anh chịu thôi chứ giờ làm gì nữa giờ. Ây, cái gì cũng có ý kiến trái chiều thưa quý vị. Đồng thuận hay không đồng thuận chắc là quý vị khán giả ngồi trước mà anh nhỏ cũng hiểu cảm xúc cho hai người trong cuộc này. Vậy thì thôi, như vậy rõ ràng là Khánh Linh đã đồng ý, nhưng Tài đã tự rút lui vì thấy mình không xứng và chương trình tôn trọng điều đó. Vậy thì còn nói gì nữa, màn tắt hộp ngày hôm nay không thành công.
Mời gia đình chúng ta lên chào khán giả được không ạ? Dạ, thực tiết thưa quý vị, cứ ngỡ rằng chúng ta đã có một kết cuộc hạnh phúc khi Khánh Linh đã quyết định di chuyển về phía Tài để cho màn kết đôi thành công. Nhưng rồi thì người trong cuộc cảm thấy mình chưa xứng đáng và quyết định rời đi. Và người đó lại là Tài. Nhưng mà quan trọng là Khánh Linh không có buồn, lại cảm thông và càng thấy trân trọng người con trai này hơn nữa. Chúc hai bạn từ thành bạn thân trước đi, biết đâu lại có những cảm xúc nảy nở và chúng ta đến với nhau, cùng trao cho nhau những động lực để phát triển hơn nữa. Dạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi kết đôi không thành công vì một lý do éo le mà chưa từng xảy ra tại chương trình Thông Gia Song Đấu. Nhưng tôi tin rằng cũng là một bài học tham khảo và những cái kinh nghiệm, những cảm xúc sâu sắc mà chúng tôi muốn gửi gắm đến cho quý vị. Vì sự đặc biệt của chương trình hôm nay, khi có một cô gái người nước ngoài đã đến với chương trình để tìm kiếm tình yêu là một chàng trai Việt Nam. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đây là chương trình Thông Gia Song Đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Tôi là Phương Hiếu và hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!